Ok, à, phần lý thuyết của Penetration Testing hay là pentech Cộng Công ty Nó sẽ có những cái file tham khảo theo cái tài liệu gốc nha các bạn à, File tiếng Anh và cả những cái bài trong uh, Island đó, nó sẽ có từng bài Mấy bài trong đó nó copy từ, uh, lấy từ file tiếng Anh uh, của sách giáo trình chính hãng ra đây các bạn Bên cạnh đó thì uh, Ban quản Trị có xây dựng một cái um, tài liệu 12 chương Bằng tiếng Việt của Sybet. Nó hay gọi là tài liệu All-in-One đi các bạn. Tài liệu này là khá hay. Và các bạn cần phải đọc cũng như là nghe. À, nghe thì à, cái bài nghe chúng tôi sử dụng AI đọc lại bài này để cho ai muốn nghe thêm. Bên cạnh đó thì mình trình bày thêm một số bài giảng dựa trên cái tài liệu gốc. Đầu tiên đó là chương một đó là Penetration Testing là gì? Thì các bạn có thể đọc hết cái chương một này nhé. Ví dụ như ở đây thì tôi sẽ trình bày một cách tổng quan. À, các bạn có thể thấy đó tin tặc hay là các hacker có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để truy cập trái phép vào các hệ thống mạng và thông tin. Và những công cụ này thì có thể là những công cụ tự động rồi họ có thể sử dụng những phương pháp thủ công. Và những công cụ này bao gồm những máy quét mạng mà hay gọi là scanner đấy các bạn. Rồi uh, những trình gỡ lỗi, scanner thì có Nmap mà trình gỡ lỗi thì chức các chương trình debug này, rồi những phần mềm bẻ khóa như Hydra và rất là nhiều phần mềm khác. Rồi à, những cái khung à, tấn công như là mấy tập loại, framework, vân vân Thì à, những cái công cụ này, các hacker hay các tin tạc sử dụng và những chuyên gia bảo mật hay các penetration testing tức là những người kiểm thử bảo mật cho hệ thống cũng sẽ sử dụng chúng. Và trong vai trò một bên Tester các bạn cần phải sử dụng cho một cách nhung nhuyễn thì nó sẽ giúp ích um, nhiều hơn cho chúng ta trong công tác. Nhưng mà cái điều quan trọng à, những công cụ này nó cũng không thể thay đổi được cái tư duy những cái trí tuệ những cái kỹ năng của những người sử dụng nó cái quan trọng là cái kỹ năng của chúng ta cũng với công cụ như vậy nhưng có người sử dụng sẽ mang lại những cái hiệu quả khó hơn tốt hơn đó là cái sức mạnh và sự sáng tạo của của mỗi người đúng không nào các bạn như vậy thì để mà có được cái 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 sự nhuần nhuyễn trang bị thành một cái kỹ năng và có những cái hiệu quả riêng của từng người thì trước tiên là chúng ta cần phải học lý thuyết phải vận dụng thực hành và sau đó áp dụng thực tế và đúc rút ra những cái kinh nghiệm thì mới mang lại thành những cái kỹ năng và những cái áp dụng nó vào công việc sau này còn để mà mà chứng minh cho những cái nhà tuyển dụng thì đương nhiên là các bạn cần phải có thêm những cái chứng chỉ nữa tại vì có thể là chúng ta giỏi nhưng không có chứng chỉ thì trong cái khâu đầu vào thì sẽ không được đánh giá cao đúng không các bạn ờ, rõ ràng là khi mà chúng ta có những cái certificate thì chưa chắc là giỏi hơn những người không có như và ngược lại nhưng có nó vẫn tốt hơn và nhà tuyển dụng thì đầu tiên là họ phải xem xét dựa trên hồ sơ của chúng ta Các đã vậy thì uh, penetration test là gì thì uh, đây là một cái thuật ngữ nó nói tới quá trình kiểm thử thâm nhập <laughs> hay gọi một cách đơn giản là là quá trình mà tấn công vào một hệ thống mà chúng ta có có thẩm quyền đấy các bạn thì cái chương trình pentest cộng này nó gần giống với chương trình ethical hacker của ch à, của, của tức là chương trình ch của SQL Console nhưng mà giữa hai bên nó có khác nhau một số cái điểm chính cái pentest cộng này nó mang tính chất chính quy hơn và mang tính chất thêm về thiên hướng về bảo mật nhiều hơn đối với một hệ thống nghĩa là khi mà chúng ta ứng dụng vào một cái vị trí apply một vị trí trong một tổ chức thì họ sẽ đánh giá cao hơn về chứng chỉ PenTest cộng này nhưng cũng có nhiều tổ chức họ sẽ đánh giá cao cái thằng CH hơn bởi vì CH nó trình bày một cách tổng quan cả những khía cạnh đứng từ phía một hacker mũ đen một black hat ví dụ như công ty như Viettel chẳng hạn khi mà tuyển dụng đầu vào trước tiên họ hay đánh giá hoặc là yêu cầu phải có chứng chỉ CH đây các bạn nhưng mà trong tương lai thì tôi nghĩ là pen cộng sẽ là cái chứng chỉ được nhiều tổ chức đánh giá cao và xếp về một mặt nào đó thì nó ngang ngửa với thằng CH đấy các bạn. Thì đầu tiên cái để hiểu rõ cái penetration testing và vấn đề thực hành thì các bạn cần phải nắm về các mục tiêu của cái tam giác bảo mật đó là CA. Cái này trong security cộng nó cũng có trình bày nhé, nó cũng có trình bày một cách đầy đủ. Tuy nhiên ở đây nó cũng nói lại C là confidential, đó là những cái biện pháp tìm cách ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin hoặc hệ thống. Còn chữ Y tức là Integrity tức là tính toàn vẹn là những biện pháp mục tiêu á của bảo mật là bảo vệ cái tính toàn vẹn này là để bảo vệ thì phải có những biện pháp nhằm ngăn chặn sửa đổi trái phép thông tin hoặc hệ thống để giữ cho cái sự nguyên vẹn của thông tin và hệ thống này và cái đặc tính thứ ba là Available tức là tính sẵn sàng thì mục tiêu của vấn đề an toàn thông tin chúng ta là chúng ta phải bảo vệ cái tính sẵn sàng này là phải bảo đảm rằng việc sử dụng thông tin một cách hợp pháp về hệ thống luôn luôn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng thì đây chính là cái tam giác bảo mật CIA và mục đích của an toàn thông tin trong đó có kiểm thử bảo mật có mã hóa dữ liệu và những thành phần khác như là xác thực vân vân là để bảo vệ ba đặc tính này đó là tam giác bảo mật nó hay gọi là CIA triad các bạn chúng ta cần phải ghi nhớ đặc biệt là những ai thi về những chứng chỉ mà an toàn thông tin ở mức độ căn bản đấy là cần phải đặc biệt ghi nhớ về những tính năng này thì những kẻ tấn công thì ngược lại họ sẽ tìm cách phá vỡ cái tam giác bảo mật trên. Hay những người kiểm tra thâm nhập cũng sẽ tìm kiếm những cái giải pháp, những phương pháp để mà đạt được mục tiêu phá hỏi, phá hủy ba cái đặc tính CIA đó. Và những mục tiêu của kẻ tấn công này được gọi là bộ ba DAD tức là những phương phương án của họ là các cuộc tấn công và các kiểu tấn công thì mỗi cái nó sẽ tương ứng vào cái tình huống tấn công vào một cái tầm giác bảo mật cụ thể ví dụ như disclosure là sự tiết lộ tức là uh, nó làm rò rỉ thông tin tức là nó sẽ truy cập và trái phép vào các thông tin và các hệ thống để mà đọc những cái thông tin về dữ liệu bí mật điều này có nghĩa là disclosure này nó sẽ đánh vào cái chữ là cái tính năng là confidentiality đúng không các bạn đúng không uh, vậy thì khi mà trong những bài thi hoặc là những câu hỏi đánh giá ở trong cái search master của nó đấy thì các bạn phải chọn chọn chính xác ha cái cặp nào sẽ đi với cặp nào đúng không mặc dù điều đó là lý thuyết nhưng khi mà chúng ta nắm vững những điều trên, mình sẽ có thể ứng dụng vào thực tế, có thể biết được là cái kiểu tấn công như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái phạm vi nào của tam giác bảo mật. Thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp phòng chống thích hợp hơn hoặc là sử dụng những công cụ tấn công sao cho nó nó tốt hơn. Cái alteration là các cuộc tấn công tìm cách thực hiện những thay đổi một cách trái phép. Thay đổi thì nó làm mất đi tính integrity tức là tính toàn vẹn. Vậy thì cái alteration này là những cái kiểu tấn công vào cái tính toàn vẹn của thông tin và dữ liệu. Và cái thứ ba là deny, denial hay là chữ D. Chữ D này thì là các cuộc tấn công ngăn chặn việc sử dụng hợp pháp thông tin hệ thống. Ví dụ như nó DOS nó đốt cái trang web của chúng ta để mà làm cho cái trang web nó không có thể hoạt động được nữa thì cái đó là dạng tấn công về deny. Và các bạn thấy là đây là cái sự tương quan của cái các kiểu tấn công vào những cái tam giác bảo mật của mình và đây là ba cái mà các bạn cần phải ghi nhớ những cái tam giác như vậy nó đối nghịch lẫn nhau và tốt nhất là các bạn nên vẽ ra, vẽ ra trên trên giấy nhé theo một cái kiểu sketch note uh, cái tam giác này và uh, những cái tác động của nó theo những mũi tên thì như vậy các bạn sẽ ghi nhớ rất là tốt những khái niệm trên